Sally, xin chào các bạn, là mình Ngọc Hải đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Chủ nhật tuần này, ngày 27 tháng 12 năm 2020 thì nước Pháp sẽ bắt đầu tiêm những mũi tiêm vaccine đầu tiên chống Covid-19. Vậy thì nhân dịp này, tại sao chúng ta không cùng nhau học thêm thật là nhiều từ vựng xung quanh chủ đề vaccine phòng ngừa Covid-19 trong đại dịch nhỉ? Alors c'est parti! Là le vaccin, vaccine chống lại Covid-19 sẽ là le vaccin contre le Covid-19. Vậy thì danh từ sự tiêm vaccine, sự tiêm chủng sẽ là la vaccination contre le Covid-19. Cái chiến dịch tiêm vaccine được gọi là la campagne vaccinale hoặc là la campagne de vaccination. Nếu bạn nào đã xem thời sự thì có thể cập nhật rằng chiến dịch tiêm vaccine tại Pháp sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn. Như vậy mình sẽ nói là la campagne vaccinale en France se fera en 3 étapes. Và chiến dịch này sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần này theo lời thông báo của Bộ trưởng Bộ Y tế Olivier Véran. Elle devrait débuter dès dimanche. Việc tiêm vaccine là một trong nhiều biện pháp để có thể chấm dứt dịch Covid-19. Chấm dứt là mettre fin à. Chúng ta đều biết là vaccine phòng Covid-19 đã được hy vọng, đã được mong chờ từ rất là lâu rồi để có thể chấm dứt đại dịch này. Và cuối cùng thì vaccine đã ra đời, vaccine đã trở thành hiện thực. Vậy mình sẽ diễn đạt cái ý này là le vaccin longtemps espéré pour mettre fin à la pandémie de Covid-19 est devenu une réalité. Trong cuộc chiến để tìm ra vaccine thì có thể nói là có rất là nhiều công ty dược, rất là nhiều hãng dược phẩm đã tham gia vào cái cuộc chạy đua này. Thì cuộc chạy đua vaccine mình sẽ gọi là la course au vaccin, la course au vaccin. Thì những cái vaccine gọi là ứng cử viên cho cuộc chạy đua này sẽ được gọi là des candidats vaccins. Và người ta phải liên tục đánh giá cái hiệu quả của những ứng cử viên vaccine này, của những vaccine trong cái cuộc chạy đua này. Evaluer en continu les candidats vaccins. Thì các bạn có biết là ở Pháp công ty dược nào, viện nghiên cứu nào tham gia vào cuộc chạy đua vaccine trên toàn thế giới hay không? Đó chính là viện Pasteur và viện nghiên cứu Pasteur Sanofi. En France, la course au vaccin est menée par l'Institut Pasteur et Sanofi Pasteur. Kiểm soát dịch là contrôler l'épidémie. Việc tìm ra vaccine có thể gọi là một con át chủ bài để có thể kiểm soát dịch. Đương nhiên là vaccine không phải là tất cả để có thể chấm dứt đại dịch này, nhưng đó là một yếu tố vô cùng quan trọng, có thể gọi là một con át chủ bài. Thì mình sẽ dùng từ atout là con át chủ bài. Les vaccins sont devenus des atouts stratégiques, những con át chủ bài chiến lược, pour les pays afin de contrôler l'épidémie. Việc đánh giá, kiểm tra cũng như là thông qua vaccine để có thể sử dụng cho toàn châu Âu được thực hiện bởi một cái hiệp hội được gọi là l'Agence européenne des médicaments. Thì sau khi được tổ chức này thông qua việc sử dụng vaccine thì vaccine sẽ có mặt trên tất cả các nước thuộc khối cộng đồng chung châu Âu. Như vậy mình sẽ nói là le vaccin sera disponible dans tous les pays de l'Union européenne au même moment et dans les mêmes conditions. Để những vaccine này được đưa ra thị trường thì vaccine phải có một cái chứng chỉ được gọi là l'autorisation de mise sur le marché. Thì cái việc mà ban cái chứng chỉ này mình sẽ dùng cái động từ octroyer. Octroyer thì AEM là tổ chức mà kiểm tra thuốc, duyệt thuốc của châu Âu đã ban hành, đã cho phép vaccine được lưu thông trên thị trường. Thì mình sẽ nói là l'Agence européenne des médicaments a octroyé l'autorisation de mise sur le marché pour le vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Ở đây mở ngoặc nhỏ để thông tin cho các bạn là Pfizer là một công ty phát triển vaccine của Mỹ, còn BioNTech là của Đức.
Ngoài động từ octroyer, l'autorisation de mise sur le marché, thì mình có thể dùng động từ là đã bật đèn xanh cho cái việc sử dụng vaccine. Như vậy thì bật đèn xanh cho cái việc gì đó hoặc là cho phép cái việc gì đó được diễn ra là donner le feu vert à quelque chose. La EM a donné le feu vert à l'utilisation du vaccin américano-allemand. AEM đã bật đèn xanh cho việc sử dụng vaccine Mỹ-Đức, cái vaccine được phát triển bởi Mỹ và Đức này. Việc tiêm vaccine tại Pháp sẽ là hoàn toàn miễn phí và không bắt buộc. En France, la vaccination est totalement gratuite et non obligatoire. Cái việc mà phát triển vaccine, cái việc tạo ra vaccine thì mình có thể dùng danh từ le développement du vaccin, le développement d'un vaccin hoặc là l'élaboration d'un vaccin. Việc chế tạo ra một loại vaccine thường tốn rất là nhiều thời gian, nhiều năm, thậm chí là một thập kỷ. L'élaboration d'un vaccin prend plusieurs années, voire une décennie. Nhưng mà vì cái tình hình cấp bách của y tế này, vì cái đại dịch này, được gọi là một cái urgence sanitaire, thì vaccine phòng COVID-19 đã ra đời rất là nhanh. Le développement des vaccins contre le COVID-19 est allé si vite. Ở Pháp thì kế hoạch, chiến lược và những cái giai đoạn tiêm vaccine sẽ được diễn ra từ từ, từng bước, được gọi là la vaccination progressive. Cụ thể là vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho những người có nguy cơ cao nhất, được gọi là những người les personnes les plus à risque. Những người này sẽ được ưu tiên, mình sẽ dùng động từ privilégier les personnes les plus à risque. Đó là những người già, không thể tự chăm sóc bản thân và bị phụ thuộc trong sinh hoạt hàng ngày, sống trong những viện dưỡng lão. Les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, hay còn gọi là EHPAD, khi các bạn có thời sự thì sẽ nghe từ EHPAD. Hoặc là những bệnh nhân ở trong những cơ sở chăm sóc dài hạn. Les unités de soins de longue durée. Chính vì việc tiêm vaccine là không bắt buộc nên những người muốn tiêm vaccine thì sẽ phải ký vào một biên bản được gọi là bản đồng thuận. Thì bản đồng thuận được gọi là le consentement des personnes serait recueilli car la vaccination n'est pas obligatoire. Việc tiêm vaccine thì tiêm là động từ injecter hoặc là administrer. Danh từ của nó là injection. L'injection, l'administration. Vaccine COVID-19 này được khuyến cáo là tiêm 2 mũi để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất. Thì việc tiêm 2 mũi mình sẽ nói là administrer hoặc injecter les deux doses du vaccin. Deux doses, 2 liều. Và 2 liều tiêm này được khuyến cáo là sẽ cách nhau khoảng 3 tuần. Như vậy mình sẽ dùng động từ espacer. Injecter les deux doses du vaccin espacé de 3 semaines. Đó là bước 1, étape thứ nhất của cái campagne vaccinale ở Pháp. Còn étape thứ 2 mình sẽ nói là dans un deuxième temps. Giai đoạn 2 này được dự kiến là khoảng vào tháng 2 và tháng 3. Thì việc tiêm vaccine sẽ được mở rộng hơn cho nhiều đối tượng. Thì được mở rộng, élargir. Mình sẽ nói là dans un deuxième temps. Entre février et mars, la vaccination sera élargie pour les personnes présentant un facteur de risque lié à l'âge ou une maladie chronique. Maladie chronique tức là bệnh mãn tính, còn facteur de risque tức là những yếu tố nguy cơ mà liên quan tới tuổi được gọi là les facteurs de risque liés à l'âge. Tức là những người mà không hẳn là sống trong viện dưỡng lão, không hẳn là bị phụ thuộc, cũng không hẳn là trong các cơ sở chăm sóc dài hạn, nhưng mà họ đã cao tuổi rồi nên là cũng có nguy cơ, tuy là họ sống tại nhà và hoàn toàn có thể tự sinh hoạt, nhưng là người cao tuổi hoặc là những người có một cái bệnh mãn tính nào đó, bệnh mãn tính ví dụ như là tăng huyết áp, tiểu đường hoặc là thừa cân béo phì cũng được coi là bệnh mãn tính, thì những người này sẽ được tiêm trong giai đoạn 2. Theo cái chiến lược tiêm vaccine ở Pháp, cái chiến lược tiêm vaccine được gọi là la stratégie vaccinale. Trong video này thì ngoài việc học các từ vựng và ngữ cảnh sử dụng những từ này xung quanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 thì mình cũng muốn đưa thêm thông tin về việc tiêm vaccine cũng như là các cái bước tiêm vaccine do chính phủ Pháp quy định cho mọi người, đặc biệt là những bạn mà sống tại Pháp. Vậy thì bước tiếp theo, giai đoạn 3 của chiến dịch tiêm vaccine tại Pháp đó là sẽ tiêm cho toàn bộ dân số. Giai đoạn 3, troisième étape, sẽ tiêm cho toàn bộ dân số, l'ensemble de la population.
Thì giai đoạn 3 này sẽ được dự kiến là vào khoảng cuối mùa xuân. Ngoài động từ élargir mà mình đã sử dụng ở trên thì trong câu tiếp theo mình sẽ dùng động từ ouvrir. À la fin du printemps, la vaccination sera ouverte à l'ensemble de la population. Cuối mùa xuân thì việc tiêm chủng sẽ được mở rộng ra cho toàn bộ dân số. Khi tiêm vaccine thì chúng ta cũng cần biết có những cái tác dụng phụ nào để có thể theo dõi cũng như là báo cáo khi những tác dụng phụ này trở nên nặng hơn, thì những tác dụng phụ hay là tác dụng mà thứ phát không mong muốn được gọi là effet indésirable hoặc là effet secondaire. Mình sẽ cộng thêm từ chỉ mức độ ở phía sau là modéré tức là trung bình hoặc là sévère tức là nặng ở đằng sau, ví dụ như effet indésirable, modéré, effet secondaire, sévère. Thì trong những cái thử nghiệm lâm sàng được gọi là essai clinique, thì người ta đã quan sát được có những cái tác dụng phụ của vaccine nhưng mà là những tác dụng phụ nhẹ, ví dụ như là đau đầu, sốt hay là đau tại nơi tiêm chích chẳng hạn. Thì những tác dụng phụ này đã được quan sát rồi nhưng mà có rất là ít, hầu như là không có tác dụng phụ nặng nào được ghi lại. Thì mình sẽ nói là de nombreux effets indésirables modérés ont été observés comme des maux de tête, de la fièvre, de la douleur, mais assez peu d'effets indésirables ou assez peu d'effets secondaires sévères. Trong quá trình mà vaccine được tiêm cho toàn bộ dân số thì cái việc theo dõi những tác dụng phụ sẽ vẫn tiếp tục, và tại Pháp thì những báo cáo về tác dụng phụ khác ngoài những tác dụng phụ đã được báo cáo trong những thử nghiệm lâm sàng sẽ tiếp tục được cập nhật hàng tuần. Thì mình sẽ nói là un rapport sur les effets indésirables du vaccin sera publié chaque semaine. Vì vậy nên chúng ta là những người dân khi mà được tiêm vaccine thì chúng ta phải nhận diện được cái tác dụng phụ và báo cáo những tác dụng phụ đó. Mình sẽ dùng động từ identifier et signaler les effets indésirables. Khi mà các bạn đọc báo về những thử nghiệm lâm sàng á, thì các bạn sẽ thấy là người ta chia làm hai nhóm nghiên cứu. Một nhóm là được nhận vaccine, còn một nhóm là được nhận giả dược, để so sánh cái tác dụng của vaccine xem nó có ưu việt hơn cái nhóm không được tiêm vaccine hay không. Thì giả dược được gọi là placebo. Thật ra đây là một từ bên tiếng Anh, nhưng mà khi mà đưa qua tiếng Pháp thì được phát âm theo kiểu Pháp. Cái việc mà một loại thuốc đã được đưa vào sử dụng trong thị trường rồi nhưng người ta vẫn tiếp tục theo dõi xem nó có tác dụng phụ gì hay không thì được gọi là la pharmacovigilance. Những cái phòng nghiên cứu, những cái phòng thí nghiệm được gọi là le laboratoire. Bảo quản vaccine là conserver un vaccin, conserver le vaccin, và danh từ là la conservation du vaccin. Như vậy thì vaccine được bảo quản ở nhiệt độ là khoảng bao nhiêu độ C đó thì mình sẽ dùng cái cấu trúc là le vaccin est conservé autour de moins 70 degrés dans les super congélateurs, trong những cái tủ đông đặc biệt. Cái việc mà vaccine phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp này đã làm hạn chế việc vận chuyển vaccine, đặc biệt là tới những nước nghèo, những nước đang phát triển hoặc là những nước mà có khí hậu nóng. Chính vì vậy đây là một cái bất tiện chính của vaccine, một cái điểm yếu chính của vaccine. Mình sẽ gọi là le principal inconvénient du vaccin. Không biết là các bạn có thường xuyên theo dõi tình hình dịch Covid-19 hay không? Thì nếu mà các bạn có theo dõi báo đài thì có thể thấy là từ đầu mùa dịch cho đến những ngày gần đây, Covid-19 đã có rất là nhiều biến thể, khoảng 10 biến thể cho tới hiện nay rồi. Thì những cái đột biến được gọi là les mutations du virus, và cái động từ là virus này nó đột biến, nó tạo ra một cái thể mới là muté. Một cái đột biến mới được gọi là une nouvelle mutation, và việc phát hiện cái đột biến của virus là détecter les mutations du virus. Không biết là khi các bạn nếu mà được tiêm vaccine vào người, không chỉ là vaccine Covid-19 mà còn là những vaccine khác, thì các bạn có tự hỏi là cái chất dịch đó, cái chất lỏng đó khi được tiêm vào người mình nó là cái gì hay không? Thì đối với vaccine phòng Covid-19 thì cái kỹ thuật mà phát triển vaccine được gọi là la technologie de l'ARN messager. Thì l'ARN messager tức là một cái đoạn mã di truyền, một cái chất liệu thông tin di truyền của con virus, le matériel génétique du virus, được làm yếu đi hoặc là được làm chết đi hay là gọi là bất hoạt để tiêm vào người của mình. Thì khi mà mình gặp một cái thông tin di truyền của con virus đó nhưng mà đã bị làm yếu đi rồi thì cơ thể mình sẽ sản xuất ra kháng thể để bảo vệ mình trước
cái thông tin di truyền của virus đó. Chính vì vậy thì khi mà mình gặp một con virus thật, một con virus khỏe mạnh, thì có thể nhận diện được cái con virus này là cái con mà mình đã từng đánh nó vào mấy tuần trước hay là mấy tháng trước nè, thì bây giờ mình sẽ sản xuất được nhiều kháng thể hơn để có thể lần này đối diện và chống lại con virus thật một cách hiệu quả. Thì đó là cũng là cái mục tiêu để mà sản xuất vaccine. Cái phương pháp có thể khác nhau nhưng mục đích thì chỉ có một thôi. Les méthodes diffèrent, mais tous les vaccins ont le même but. Nói cách khác là việc tiêm ngừa sẽ dạy cho cơ thể cách mà sản xuất ra kháng thể trước khi gặp một cái đối thủ mạnh thực sự. Thì đầu tiên mình gặp đối thủ yếu trước để mình có thể sản xuất ra vũ khí để chống lại nó trước. Thì dạy ai đó làm cái gì sẽ là cấu trúc apprendre à quelqu'un à faire quelque chose. Hệ miễn dịch là le système immunitaire, hệ miễn dịch của cơ thể, le système immunitaire de l'organisme, cái cơ chế mà hệ miễn dịch của cơ thể tự bảo vệ chính cơ thể mình bằng cách sản xuất ra các kháng thể, các vũ khí để chống lại virus mà mình vừa giải thích cho mọi người á, thì nói bằng tiếng Pháp sẽ là apprendre au système immunitaire de l'organisme à reconnaître et à fabriquer ses défenses, c'est-à-dire les anticorps, spécifiquement contre le coronavirus. Tuy nhiên là như chúng ta biết thì có rất là nhiều biến thể của virus cho tới thời điểm này. Vậy thì những vaccine được sản xuất để chống lại những biến thể đời đầu của virus đó có còn hiệu quả cho đến bây giờ hay không? Thì về mặt nguyên tắc, các nhà khoa học đã trả lời rằng chúng ta có thể dùng kỹ thuật ARN messenger mà mình vừa nói ở trên để có thể tạo ra vaccine mà bắt chước cái con virus, cái biến thể mới của virus. En principe, la beauté de la technologie de l'ARN messenger est que nous pouvons concevoir un vaccin qui imite la nouvelle mutation du virus. Các bạn thấy là mình vừa mới sử dụng từ concevoir un vaccin để mà tạo ra một vaccine thay vì sử dụng là những từ cũ élaborer un vaccin hoặc là fabriquer un vaccin. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều từ để không có bị lặp lại khi mà cần diễn đạt cùng một ý. Cái chủng mới của virus là nouvelle souche du virus. Vaccine có hiệu quả thì tính từ hiệu quả là efficace và danh từ sự hiệu quả, tính hiệu quả sẽ là efficacité. Một tin vui cho chúng ta đó là những vaccine mà hiện tại đã được tạo ra chống COVID-19 là vẫn còn có hiệu quả theo như nghiên cứu để chống lại cái chủng mới của virus. Như vậy mình sẽ nói là chống lại cái gì đó, face à quelque chose, face à quelque chose. Mình sẽ nói nguyên câu là les vaccins actuels contre le COVID-19 restent efficaces face à la nouvelle souche du virus. Một cái biến thể mới của virus còn gọi là variant, nouveau variant du virus. Để diễn đạt lại cái ý ở trên thì mình có thể nói là cho đến thời điểm này thì chưa có cái bằng chứng nào cho thấy vaccine hiện tại là không có hiệu quả đối với chủng virus mới, đối với cái biến thể mới của virus. Bằng chứng là la preuve, une preuve. Pour le moment, il n'existe aucune preuve suggérant que le vaccin ne soit pas efficace contre le nouveau variant. Các bạn chú ý là ở sau suggérer que, ở đây mình chia subjonctif, ne soit pas. Như vậy là vaccine vẫn còn có hiệu quả đối với những đột biến nhỏ của virus. Để giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn một chút, thì mình lấy ví dụ là con virus, con coronavirus là một cái bánh kem chẳng hạn. Thì cái bánh kem đó bây giờ đang được cắm một chiếc nến màu đỏ, thì cơ thể có thể nhận ra con virus là cái bánh kem cắm chiếc nến màu đỏ để có thể sản xuất kháng thể để bảo vệ chính mình. Nhưng mà khi virus bị đột biến, ví dụ như nó không còn mang chiếc nến màu đỏ nữa mà nó sẽ mang cây nến màu vàng chẳng hạn, thì cái sự đột biến này là cái đột biến nhỏ nên cơ thể vẫn còn có thể nhận ra được cái bánh kem mang cây nến màu vàng này cũng là coronavirus, như vậy mình sẽ sản xuất cái kháng thể. Tuy nhiên khi mà có những đột biến quan trọng hơn, những đột biến lớn hơn, ví dụ như là cái bánh kem thay đổi hình dạng luôn, thì cơ thể khó có thể nào nhận ra được. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta đòi hỏi phải sản xuất những vaccine mới để có thể thích ứng với con virus mới. Đó là trường hợp của vaccine cúm mùa, và đó là lý do tại sao mà đối với vaccine cúm thì chúng ta phải chích ngừa hàng năm, được gọi là chích ngừa định kỳ, periodiquement. Vậy thì mình sẽ diễn đạt cái ý là nếu mà virus đột biến quan trọng, đột biến lớn hơn thì có lẽ là chúng ta phải thích ứng lại vaccine với con virus mới này, giống như cái việc mà chúng ta làm với cúm mùa hàng năm vậy đó. Sẽ là si le virus mute de façon plus importante, il faudra peut-être
adapter le vaccin périodiquement comme on le fait chaque année pour la grippe saisonnière? Một câu hỏi được đặt ra rất nhiều trên các mặt báo trong những ngày mà vaccine vừa ra đời cho đến tận bây giờ là liệu vaccine có thể chấm dứt đại dịch COVID-19 hay không? Thì câu hỏi này mình sẽ nói là le vaccin peut-il mettre fin à la pandémie de COVID-19? Và câu trả lời là non. Évidemment, non. Le vaccin seul ne mettra pas fin à la pandémie de COVID-19. Tức là một mình vaccine thì không thể nào chấm dứt đại dịch được. Và chúng ta vẫn phải duy trì những cái gesture barrière, những cái biện pháp phòng ngừa hoặc là cách ly xã hội, distanciation sociale mà mình đã nói với mọi người ở trong video clip trước. Và mỗi cá thể đều phải tiếp tục cẩn thận, thận trọng trong đại dịch. Les individus devront être toujours prudents. Chúng ta vẫn phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa, les gestes barrières, vẫn phải thực hiện cách ly xã hội, la distanciation sociale, vẫn phải bị cách ly khi mà có tiếp xúc với người bệnh, la quarantaine. Khi mà học từ vựng liên quan chủ đề vaccine thì chắc chắn các bạn không thể nào bỏ lỡ từ immunité, có nghĩa là miễn dịch và cái sự đáp ứng của cơ thể, cái trả lời của cơ thể trước sự tiêm vaccine vào người, thì cái đáp ứng miễn dịch được gọi là la réaction immunitaire. Các bạn có đặt một cái câu hỏi giống như mình hay không? Đó là khi mà tiêm vaccine vào người thì cái hiệu quả của đáp ứng miễn dịch này sẽ kéo dài được bao lâu? Nó có được suốt đời hay không? Hay là được nhiều năm? Hay là được vài tháng? Thì câu trả lời là cái đáp ứng miễn dịch khi tiêm vaccine vào người sẽ kéo dài ít nhất là 2 tháng theo như những nghiên cứu cho tới hiện nay. Cái đáp ứng miễn dịch này được duy trì sẽ là se maintenir trong một cái khoảng thời gian nào đó. Pour une durée de, rồi các bạn cộng thêm thời gian vào, thì cả câu mình sẽ nói là l'immunité contre le coronavirus se maintient pour une durée d'au moins 2 mois. Việc mà chính phủ, nhà nước khuyến khích người dân tiêm vaccine là để có thể có được một cái miễn dịch cộng đồng sớm nhất có thể. Thì miễn dịch cộng đồng là immunité collective, có được miễn dịch cộng đồng. Atteindre l'immunité collective, người đã được tiêm vaccine được gọi là individu vacciné. Theo như cơ chế mà cơ thể bảo vệ chính bản thân khỏi virus khi mà tiêm vaccine mình đã giải thích ở trên đó, thì các bạn có thể thấy là khi tiêm vaccine thì chúng ta có thể sản xuất được nhiều vũ khí hơn khi mà chúng ta gặp con virus thật tấn công vào cơ thể của chúng ta, nhưng nó không thể nào ngăn chặn được việc lây truyền virus giữa người này và người khác. Có thể là khi mà cơ thể sản xuất được nhiều vũ khí hơn để chống virus thì cái tải lượng virus trong cơ thể sẽ thấp hơn, thì sẽ làm giảm sự lây truyền giữa người này với người kia, nhưng mà không thể nào mà ngăn chặn sự lây lan hoàn toàn được. Như vậy thì cái ý này mình sẽ nói là le vaccin protège l'individu vacciné mais n'empêche pas la transmission du virus. Vaccine bảo vệ cái người đã được tiêm, có thể là sẽ giúp người đó chống virus hiệu quả hơn, cho nên khi mà virus xâm nhập thì người đó sẽ không bị bệnh, hoặc là nếu có bị bệnh thì cũng sẽ bị triệu chứng nhẹ hơn, hoặc là nếu có bị bệnh thì sẽ bị bệnh trong khoảng thời gian ngắn hơn, nhưng mà không ngăn chặn được sự lây truyền virus trong dân số. Cái điều cuối cùng cũng là những từ vựng cuối cùng mà mình muốn đưa đến cho mọi người trong video ngày hôm nay, đó là sự tìm ra vaccine cũng như là những cái biện pháp phòng ngừa rồi cách ly xã hội mà chúng ta đã làm từ bấy lâu nay, tất cả đều là những nỗ lực rất là đáng trân trọng. Thì những cái nỗ lực đó được gọi là effort, les efforts. Thì chúng ta không nên đánh mất tất cả những cái nỗ lực đó, vì khi chúng ta nghĩ là có vaccine rồi thì mình sẽ không còn cách ly xã hội nữa, không còn thực hiện rửa tay, đeo khẩu trang nữa, thì đánh mất những cái nỗ lực đó, mình sẽ dùng relâcher les efforts. Thật vậy, virus sẽ tiếp tục được lan truyền nếu như tất cả mọi người đánh mất hết những nỗ lực trong vòng một năm qua của chúng ta. Câu ví dụ cuối cùng mà mình muốn đưa đến cho mọi người đó là le virus continuera de se propager si les populations relâchent leurs efforts. Et voilà. Và đó là tất cả những từ vựng xung quanh chủ đề tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 mà mình muốn đưa đến cho mọi người. Cái mục đích thứ hai khi mình muốn làm video này đó là để cập nhật cho mọi người chiến lược tiêm vaccine tại Pháp cũng như là các cái giai đoạn, cụ thể là 3 giai đoạn tiêm vaccine đã được thông báo bởi Olivier Véran là Bộ trưởng Bộ Y tế của Pháp.
Và cái thứ ba là muốn giải thích cho mọi người một chút, một cách dễ hiểu nhất về cơ chế của cơ thể để bảo vệ chúng ta khi mà tiêm vaccine và khi gặp con virus thật ở ngoài đời. Trong video này thì các bạn thích từ vựng nào nhất, thích ví dụ nào nhất, hãy để lại cho mình một comment. Mình sẽ rất là vui vì đọc được phản hồi của mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau. Au revoir, à très bientôt.